Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với việc nội dung ôn tập của Unit số 2 trong chương trình sách giáo khoa tiếng Anh lớp 12 nhé. Nội dung Unit số 2 của mình với topic là Urbanization. Are you ready? Now let's start. The content of the lesson, chúng mình sẽ có nội dung chính trong bài học như sau. The first one is vocabulary. List. And the second one is pronunciation, and the next one is grammar point. The first one, let's start with vocabulary list. Okay, the first one, từ đầu tiên chúng mình sẽ có là từ gì nhỉ? Agricultural. Agricultural, tên này thuộc về nông nghiệp đúng không ạ? Xuất phát từ danh từ agriculture là nền nông nghiệp, thì chúng mình có agricultural thuộc về nông nghiệp. Chúng ta có từ số 2 đó là gì ạ? Centralized. Centralized xuất phát từ danh từ central đúng không cả lớp nhỉ? Central của chúng mình có nghĩa là gì? Trung tâm. Vậy centralized của chúng mình có nghĩa là tập trung lại đúng không ạ? Number 3, chúng mình có cụm từ cost effective. Cost effective. Đây là adjective, đây là một dạng tính từ ghép cả lớp nhá. Vì cho nên nó luôn có cái happiness là dấu gạch nối ở trên đúng không ạ? Ở ngang giữa hai từ. Thì chúng mình có từ cost effective, tức là hiệu quả và xứng đáng với những cái chi phí mà bỏ ra. Chúng ta có từ counter urbanization, thì chúng mình có từ urbanization đó chính là sự đô thị hóa. Vậy từ counter urbanization tức là sự phản đối đúng không ạ? Đô thị hóa. Hay nói cách khác nó là cái gọi là giãn dân đúng không ạ? Giãn dân. Number 5, chúng mình có từ populated. Populated là tính từ của từ population. Population của chúng mình là dân số và populated của chúng ta có nghĩa là có cư dân ở. Và chúng ta thêm một cái trạng từ đằng trước đó chính là densely populated. Cụm từ này của chúng ta là một cái gì nhỉ? Cụm tính từ đúng không ạ? Chỉ nghĩa là dân cư đông đúc và có mật độ dân số cao. Ok, number 6, chúng ta có từ discrimination. Discrimination đó chính là sự phân biệt đối xử ạ. Sự phân biệt đối xử xuất phát từ cái động từ gì cả lớp nhỉ? Discriminate. Discriminate đúng không ạ? Thì chúng mình có danh từ discrimination, sự phân biệt đối xử. Chúng ta có học ở trong unit số 1 rồi, chúng ta có cụm từ là gì nhỉ? Gender discrimination, tức là sự phân biệt đối xử về các giữa các cái giới tính với nhau, hoặc là sexual discrimination đúng không ạ? Số 7 ạ, chúng ta có double. Double. Double tức là tăng gấp đôi đúng không ạ? Gấp bội ạ. Okay, next one, number 8. Chúng ta có cụm từ down market. Down market tức là giá cả rất là bình dân, tức là cái chợ mà nó buôn bán những cái sản phẩm nó khá đơn giản đúng không ạ? Ví dụ như cái thường là những cái chợ ở địa phương đúng không, hoặc là các cái tỉnh lẻ, hoặc là các cái thành phố lẻ đúng không? Hoặc là đơn giản cái câu chợ ở làng ở thôn xã của mình chẳng hạn là down market đúng không ạ? Chúng ta sẽ có cái cụm từ tiếp theo đó là gì nhỉ? Down to earth. Down to earth, cái từ này nó là một cái idiom cả lớp nhá, là một cái thành ngữ của chúng ta là thực tế hoặc là sát với thực tế. Ví dụ như là she is really down to earth, she always thinks everything practically. Cô ấy là một người sống rất là thực tế đúng không ạ, và sát với thực tế và suy nghĩ mọi thứ một cách rất là practically. Số 10, chúng ta có cụm từ energy saving. Thì chúng ta có cụm từ energy saving thì chúng ta có cái từ danh từ là gì cả lớp nhỉ? Energy saving bulb đúng không ạ? Tức là cái cụm từ gì nhỉ? Bóng đèn tiết kiệm điện đúng không? Thì ngày hôm nay đã được thay thế và sử những cái bóng đèn thông thường và tiết kiệm rất là nhiều điện năng đúng không? Energy saving của chúng ta là adjective, tính từ đúng không ạ? Tiết kiệm năng lượng. Từ number 11, chúng mình có từ expand. Expand. Từ này của chúng mình có nghĩa là mở rộng, là bành trướng lãnh thổ. Expand là mở rộng và chúng ta nói về cái mặt gọi là diện tích nha cả lớp nhá. Còn ngoài ra thì chúng ta có từ extend. Extend. Extend của chúng mình cũng nghĩa là mở rộng và kéo dài về mặt thời gian đúng không? Số 12 này, chúng ta có từ industrialization. Industrialization. Industrialization xuất phát từ động từ industry là ngành công nghiệp đúng không? Industrial của chúng ta có nghĩa là thuộc về công nghiệp, và chúng ta có industrialize có nghĩa là công nghiệp hóa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cái cụm danh từ đó là gì nhỉ? Industrialization đúng không? Danh từ đó là sự công nghiệp hóa, được chưa nhỉ? Khi mà chúng mình học thì chúng mình cố gắng nhớ tất cả những word family của nó nhé. Rồi number 13, số 13, chúng ta có từ gì nhỉ? Interest free. Interest free thì bình thường thì interest của chúng ta có nghĩa là cái sự quan tâm đúng không ạ? Sự
quan tâm. Thì ở đây chúng ta sẽ không có cái gì là sự quan tâm, mà chúng ta sẽ interest là cái lãi của lớp nhá. Từ free của chúng ta là không có, đúng không ạ? Cái interest free là không tính lãi và không có lãi suất ạ. Rồi, number 14, chúng ta có tính từ gì nhỉ? Kind-hearted. Kind-hearted, tức là tính từ tử tế và tốt bụng ạ. Wow, he's a really kind-hearted person. He always helps everyone around him. Anh ấy là một người rất là tốt bụng, luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác xung quanh. Ok, next one. Ok, number 15. Số 15, chúng ta lại có một cái tính từ ghép là long lasting. Long lasting, tức là tính từ kéo dài và diễn ra trong một cái thời gian dài, đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có long term. Long term, đúng không? Long term cũng là một cái thời gian dài. Còn short term là thời gian ngắn, đúng không? Number 16, chúng ta có từ migrate. Migrate là di cư. Và ngoài ra thì chúng ta có một cái từ nữa, đó chính là gì nhỉ? Immigrate. Immigrate đó là nhập cư, đúng không ạ? Số 17, chúng ta có từ mindset. Mindset tức là những cái mà nó định kiến ăn sâu vào nhỉ? Cái suy nghĩ và tư duy của con người từ lâu rồi, đúng không ạ? Đó chính là mindset. Ok, number 18, chúng mình có cụm từ overload. Overload tức là làm cho quá tải, sẽ nhận làm cho quá tải. Okay, next one, number 19. Chúng ta có từ danh từ nhỉ? Sanitation. Sanitation tức là những cái công việc vệ sinh, hoặc là chúng ta có từ sanitation system tức là cái hệ thống xử lý vệ sinh rác thải hoặc là nước thải, đúng không ạ? Okay, number 20, số 20, chúng ta có từ self motivated. Self motivated tức là tự tạo động lực cho bản thân, nó self motivated. Okay, number 21, slum, slum. Cả lớp đã từng xem cái bộ phim này nhỉ? Slumdog Millionaire, đúng không ạ? Triệu phú khổ chuột, đúng không? Ta có từ slum, slum ở đây chính là khu nhà ổ chuột. Okay, continue. Okay, number 24, chúng mình có cụm từ tính từ thought provoking. Thought provoking, tức là đáng để suy nghĩ, đúng không? Number 25, unemployment. Unemployment tức là cái tình trạng thất nghiệp, xuất phát từ cái động từ chính của nó chính là từ employ. Employ tức là tuyển dụng, đúng không? Chúng mình có employer tức là người có công ăn việc làm. Unemployer tức là tính từ thất nghiệp, đúng không? Và danh từ của chúng mình là unemployment tức là cái tình trạng thất nghiệp ạ. Okay. Number 26, chúng ta có cụm từ là upmarket. Upmarket từ này thì nó sẽ là opposite, đối lập với lại cái từ lúc nãy chúng ta học là down market. Nếu như mà từ down market là những cái chợ mà buôn bán những sản phẩm giá cả thường dân, thì chúng mình có up market là những cái chợ đắt tiền và hàng hóa xa xỉ, được chưa? Number 27, urbanization. Urbanization tức là sự đô thị hóa, đúng không? Nó sẽ ngược đi với cái cụm từ là culture urbanization, đúng không? Số 28 này chúng ta có từ weather beaten. Weather beaten, cụm từ này của chúng ta là dãi dầu xương gió, hoặc là những người mà có cái làn da gọi là cháy nắng, đúng không ạ? Đấy, hơi hơi đen, dãi dầu xương nắng một chút, đúng không? Những người thường là dân trải cả đó, hoặc là những người mà làm nông nghiệp, đúng không? Nào, number 29, chúng ta cùng từ well established. Well established từ này có nghĩa là được hình thành từ lâu và có tiếng tăm. Okay, number 13, số 30, chúng ta cụm từ là gì nhỉ? Worldwide. Worldwide, đúng không? Tức là trên toàn phạm vi thế giới, đúng không? Ok, đó là từ mới của chúng ta. Tiếp này, chúng ta sang phần pronunciation. Trong phần phát âm của chúng mình thì chúng mình sẽ tập trung vào kiến thức học về diphthong, tức là những nguyên âm đôi. Ở đây chúng ta sẽ có những nguyên âm đôi sau: A, A, I, I, O, O, Ao, Ao, Ear, ear, air, air, war. Và bên cạnh chúng ta sẽ có những ví dụ. Chúng ta có a, age, a, nation, a, mind, I, style, mind, I, destroy, noise, o, grow, hope, out, route, route, ear, here, near, air, there, where, were, who, sure, okay?
Như vậy là chúng ta sẽ có A, I, R, O, out, ear, air, word, đúng không ạ? Chúng mình sẽ có 8 cái tròn, đúng không? 8 cái đồng đôi. Chúng mình có thể về nhà và tự tìm thêm một số cái tròn khác nhá. Ok, trong phần grammar point của chúng ta thì chúng ta sẽ chú trọng về subjunctive mode, tức là thức giả định. Thì chúng ta sẽ học về những cái câu giả định hay còn gọi là những cái câu cầu khiến, đúng không ạ? Là các loại câu không có tính chất ép buộc như yêu cầu, mệnh lệnh, mà chỉ là mong muốn của ai đó làm được một việc gì đó. Và loại câu này thì rất dùng trong cái tiếng Anh giao tiếp với cả lớp bạn, dùng các kỳ thi như là TOEIC, IELTS hoặc là TOEFL. Thì trong phần subjunctive hiện nay thì nó khá là rộng và chúng ta tập trung chủ yếu ở trong phần ngữ pháp, đó là phần thức giả định với gì nhỉ? Mệnh đề phụ giác, được chưa? Mệnh đề giác. Thức giả định trong mệnh đề giác thì chúng ta sẽ có 3 loại. Thứ nhất là thức giả định với gì nhỉ? With verb, đúng không? Với động từ. Hai là thức giả định với adjective, tính từ. Và ba là thức giả định với một số danh từ đặc biệt, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về phần đầu tiên nhá. Đó là thức giả định với một số gì nhỉ? Động từ nhá. Nào, chúng ta quan sát này, ở đây chúng ta sẽ có một số động từ này. Chỉ lời khuyên, đúng không? Advice, đúng không? Demand, những cái yêu cầu, ra lệnh, đúng không? Prefer là những sự ưu tiên, thích hơn này. Or require là yêu cầu. Thì chúng ta sẽ có những từ như là từ ask, comment, decrease đều là yêu cầu hết các bạn nha. Insist, khăng khăng đòi này. Move, đúng không? Order cũng là ra lệnh này. Propose, dự định này. Recommend, gợi ý, đúng không? Request, đúng không? Đòi hỏi, yêu cầu. Or stipulate cũng là yêu cầu này. Suggest, gợi ý này. Và urge là thúc giục ạ. Và trong trường hợp này thì trong câu chúng ta nhất định sẽ phải có giác. Và động từ sau chủ ngữ thứ hai thì luôn luôn ở dạng nguyên thể không dung. Chúng ta gọi là there infinitive, đúng không ạ? Và cái form công thức của chúng ta sẽ là subject cộng với gì nhỉ? Động từ, đúng không? That, subject to và có động từ ở dạng gì nhỉ? Simple form, đúng không ạ? Ví dụ như ta có gì nhỉ? We urge that he leave now. Nếu như mà bỏ that đi thì chúng hai chủ ngữ thứ hai sẽ trở thành tân ngữ và động từ sẽ trở về dạng nguyên thể có to, thì câu sẽ mất đi ý nghĩa giả định và trở thành câu bình thường. Vì thế cho nên trong trường hợp này không bắt buộc phải có that. Ví dụ chúng ta có câu là chúng tôi, đúng không nhỉ, thúc giục nhỉ, anh ấy là anh ấy phải rời khỏi đấy luôn. Các bạn quan sát clip cô này, cô chia nguyên thể và cô không chia to nhá. Hoặc là cô có ví dụ thứ hai này, we urge him to leave now, cũng cùng nhá, cũng cùng là một câu thúc giục nhưng ở đây không dùng that mà từ he đã chuyển về tân ngữ. Và trong câu này tiếng Anh nghe thì trước được từ nguyên thể thì chúng ta sẽ bỏ nhỉ to, đúng không ạ? Hoặc chúng ta có thể dùng should để thay thế. Ví dụ như là câu này chúng ta nói là we urge that he should leave. Như vậy nếu như trong trường hợp đáp án mà không có động từ nguyên thể thì chúng mình có thể dùng should cộng với verb, được chưa? Đấy là trường đầu tiên là về các động từ nhá. Okay, next one là câu giả định dùng với một số cái tính từ. Thì chúng ta sẽ có một số tính từ, ví dụ là advisor, được khuyên này, important là quan trọng này, mandatory là bắt buộc này, necessary, essential, vital đều là cần thiết, đúng không ạ? Obligatory cũng là bắt buộc này, verbose là có những cái dự định này, recommended là gợi ý này, required là những cái yêu cầu đòi hỏi này, suggested cũng là gợi ý này, urgent là thúc giục trong những tình trạng khẩn cấp rồi, đúng không? Imperative cũng thế ạ. Thì trong công thức sau thì tính từ chỉ định, đúng không ạ, là một trong những tính từ sẽ có trong cái bảng trên và cũng giống như là với trường hợp giả định với động từ. Thì nếu như trong câu sử dụng các tính từ này với mệnh đề giác thì động từ của chúng ta cũng làm sao nhỉ các lớp nhỉ? Chia ở dạng nguyên thể và không to với bất kỳ cái dạng thức nào luôn nhá. Ví dụ như chúng ta có it is necessary that he find the book. Các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Từ phải đây chúng ta không hề chia hiện tại, quá khứ hay tương lai mà chúng ta không chia theo ngôi. Từ phải của chúng ta được giữ nguyên ở dạng nguyên thể, nó gọi là be infinitive, đúng không? Hoặc là it was urgent that, người ta thúc giục rằng cô ấy nên rời khỏi ngay đây ngay lập tức, đúng không ạ? Từ leave chúng ta cũng được chia nguyên thể và không có chữ, đúng không ạ? Tương tự như vậy như những câu khác. Ok, chúng ta xong phần tiếp theo là cái phần trong một số trường hợp phần chú ý ạ, là sẽ có thể dùng một số cái danh từ trừu tượng và các danh từ ở trên. Ví dụ như là chẳng hạn chúng ta có động từ là advise, đúng không? Tính từ là advisor thì danh từ chúng ta sẽ là advise. Hoặc là
Bây giờ chúng ta sẽ có từ suggest, đúng không ạ? Thì danh từ là suggestion. Vậy thì chúng ta có thể sử dụng, đúng không ạ? Những cái danh từ tương đương với những cái tính từ và động từ ở cái phần 2 và phần 3 trên để sử dụng trong phần thức giả định. Và động từ chúng ta cũng chia nguyên thể không chơi. Và cái công thức của chúng ta cũng là is cộng với to be, cộng với danh từ, that và cộng với động từ không chia. Được chưa nhỉ? For example, chúng ta có từ recommend là động từ gợi ý đúng không? Thì chúng ta sẽ chuyển sang danh từ của nó là gì nhỉ? Recommendation, đúng không? It is a recommendation from a doctor that the patient stops smoking. Như vậy ở đây chúng ta cũng thấy từ stop này. Chúng ta nhìn thấy chưa nhỉ? À, như vậy là có từ stop thì động từ chúng ta cũng chia nguyên thể này. Và không được chia thì theo to đúng không? Không có to ạ. Như vậy là chúng ta có phần thức giả định, chúng ta có tới 3 phần. Đó là thức giả định với nhà các cái gì nhỉ? Động từ này, thức giả định với các tính từ này và thức giả định với các danh từ, và luôn là động từ chia nhỉ, là be infinitive không to, đúng không ạ? Đấy là toàn bộ tất cả những cái kiến thức mà chúng ta có sử dụng ở trong unit số 2 về từ vựng này, về nhỉ, pronunciation, phát âm diphthong và phần sau giao tiếp nhá. Ok, tạm biệt các bạn nhé, cô sẽ gặp lại các bạn ở trong unit lần tới nhá. Bye bye, chúc bạn ôn tập thật tốt ở nhà nhá.